Chùm ép khai. Rửa tay rửa kẹt cái tim nghe trừ anh em tên mình không hả? Tao uống chứ. Chứ ai biểu dám tao uống nước đây. Giờ tao cả uống nước ba bò. Mẹ đều dở ơi. Ừ. Chim ơi, con nghe rồi chim ơi. Con gì vậy? Tụi mấy con nghe chỗ cái chi nào thế? Mẹ cha tao cái chi nào đây? Cái đâu? Nghe chỗ một chi kìa. Đâu? Biết bắt con bị cả nghe sệt đấy. Con gì mày cùng theo mày? Cái con nào mà nó đu đây? Trời ơi, cái quân què như vậy bà. Thôi xuống đây bà, phim chiều rồi. Tao sách chú ơi. Má mày cái gì mà không được như vậy? Má mày sao đánh mày vô? Má mày sao mày nói được? Mất gì? Tao hút, mấy anh ta nói hút. Lỡ tao. Mày đồ bên anh. Phục sao tao hút, chưa ơi. Vô cho. Phục sao mày? Dạ, em bên đây em. Mấy anh sẽ tao đúng tay em. Bên đây em đều mày. Đồ bên đây, tao bên đây rồi mới đi được chưa? Phục sao mày? Phục sao mày? Mày xuống đây. Sao em trao sắc giữa xanh? Giờ mày xuống đây không? Thành lẽ. Lấy chọn anh Phục. Anh. Tao dùng cái tục nát mà luôn. Tao dùng cái tắt luôn. Không. Không mày biết cái gì vậy? Hết vậy mày. Mày anh nói mày mày tao. Mày kiếm con này. Mày nhẹ như cướp vậy? Tao thua mà luôn á, sao tao? Bắt được. Nói rồi. Sao? Đéo nữa. Má mày. Ê, Phúc.
thôi, không không biểu cục lạc lực. Không cắt nó không. Mày cái tay gì đấy? Tay nó kẻ. Đây này, chị tay gì rồi, chị lên đầu tao rồi. Mấy nó trời phúc sao vậy? Mấy tao nghe mà mày nghe mùi gai. Mùi gì hô hô lên vậy? Đánh bỏ. Cái gì hô dữ vậy? Kiểu gì ạ? Mày ăn dơ quá. Mày ăn dưới đây. Mất ý mày dài này phúc. Anh em mình sẵn nó tròn quá. Chuyện ta nãy giờ nó tròn mà. Bây giờ nè, tao nói có mà coi vui lắm. Sao? Đưa tay tao đá chừng một chút mà xe nào chừng chúng đều ổn luôn. Nghe không? Tao luôn chọn vậy. Xe nào chẳng đâu, xe nào chẳng đâu, xe nào. Sao mày chẳng đâu là mày tao chứ ở núng ổng quá xe nào tạo đâu. Mày dạy nước trà. Hả? Nước trà. Nước trà. Nước trà. Xe nào xin đưa tay chàng phúc lái vô. Đưa tay ngày xưa là mấy mày, ngày xưa cơ hầu còn ở nhà trọ mà đội không biết tao mấy. Tao mày chứ mày cứ lên mày chạy đi mày. Mẹ mày nhìn nữa. Mày không nhìn nữa đây. Cái lép chút chiêu à. Mày tao. Nó không gọi đâu chiêu à. Là nó không có chút kẹo kẹo à. Đó là tao, đó tao. Còn mày mà đầy trai mẹ đâu mà. Đưa lên xe nào mẹ. Đưa tôi yếu với mẹ. Không, để chút mày thơ tao quất vô mày. Mày bị tiêu đường sao mày khai gì chứ. Bị tiêu đường sao khai gì chứ. Nâng mày chứ quất vô anh thấy em ạ. Mày quất vô được xuống rồi. À chú ơi, chút mày khi mày quất vô rồi anh đi theo. Ở đây nó còn cất không? Con. Chú ngửa bia vô trong nào không danh. Ok, chú ơi, chú ngửa quất vô rồi. Em lên xe nha. Trời ơi, nó cứu mẹ đi. Đi cái gì mà chịu nhẹ lên, ôm mỏi lên đây. Mày mấy em khùng mày chào con. Bé đây, anh thử thử. Đụng mấy cái đại bản gì không? Anh tao bảo. Mày ơi, anh tao bảo. Cứ cười rồi. Còn bị á. Anh tao đúng không? Mày ơi, mày đứng đây. Đứng đây đây. Mày đứng đây. Thằng nào đứng đây. Mày chung trà sao hết ngon rồi đây em. Chồng mày mày tao. Mày tao 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 mày Mày mấy mày tao chơi với mày. Mày thua. Làm quốc lớn. Làm quốc. Tao chơi với mày không đậu mày vừa phải chứ. Mày nói sao tao mà giờ nói sao. Yếm cúc cái này nè. Mà sao nó nhìn mày nó yếm. Mày hết cái quốc. Mày chăng hết gì mà nói nhiều quốc vậy anh. Mày chăng ngu quá. Vậy em nghe này em đái vậy á. Mày đái đầu. Đái đi quý vị ơi. Mày nói nó lại. Quốc gì. Quốc.
mẹ mày thật đâu chị ăn mất mẹ mất con nào cũng ở cùng đánh được chị đứng lại chưa chị ăn được có nhìn này rồi chồng mấy nhảy rồi không chồng mấy nó đây nữa chị đang chuẩn bị đây gì cơ mày tôi biết rồi anh mày mày ổng mang tang nó giờ tao mày nói là nước miếng bị đái đái rồi anh anh nhưng mà hay vô leo đường tình dục vậy nước đái là cô dùng gì nữa à chắc chẳng anh không nhiều khi học cái bên cái nói là nước đái nó cũng lại gọi là nước khánh đúng rồi nhiều khi anh mẹ mở này tao đái rồi đó cái mặt tang anh là một tỷ bản mặt tang thì cái màu nước tre này nó sẽ gần giống như là cái màu nước nước tiểu nha các bạn nước tiểu tử rồi ta sẽ phe một ít ít mắm rồi cho nó thôi thú đổ vô mắm tôm mắm đổ vô ấy mình sẽ phe một ít mắm nữa đây mắm này chứ ủa trên nước đá này mình có nước tiểu này mình có nước mắm thì mình ăn luôn rồi nó thay không 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 chơi vậy anh khai khai vậy các bạn dùng dùng vào bọt đồ y gì rồi đây. Ok giờ mình sẽ coi lắc đi 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 vậy đang chịu ông mày tình chân không phải nước đá của nó em chắc chắn luôn nước đá của nước đá của em nước đá tôi giỡn nước đá nước đá muốn bây giờ anh leo lên là chút nữa anh phân bị em vô anh đá đều ống ờ đúng hả được không tôi đi không mà ống bạn tao mà đi không mày anh cho anh luôn mà chờ ờ đúng rồi lên anh leo lên đây xem mày người khác rồi này ông đúng không mày lên 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 lên
nước đó nước tẻ nó chặt á. Leo lên dịch cái đai nhà anh Voi tiếp. Ta sợ độ cao. Leo lên anh. Leo lên đây. Lộn bước á bước đỡ tới mà sợ. Biển tay đó luôn. Biển sao biển đụng mày cái gai mà biển. Đụng mày sợ vậy anh Quốc. Nhà anh có hai con rồi có gì còn hai thằng thôi lên. Cái đụng mấy thằng nào cho ngu chứ mày. Sao? Dựa tường nếu dựa dựa vô cái. Cái mẹ nào cái mẹ nó dựa tuần nó đéo dựa nó dựa vô cái xuống trước đồ nhanh lên ngu rồi ngu sao mà thằng xanh tao luôn mà coi cái chắc là nó dựa vô cái thằng đó em ơi ông đại nhà thầy đi mày quá mày ngu sao nhà nó được bao nhiêu cái tuần sau đây lại coi coi cái thằng nhắn mày cái chân nó ngu thiệt cái nhắn leo lên đâu cái má mẹ mày leo lên trời đeo kêu thằng mày mấy con bé không có đủ bé người ta là đủ bé cứu kẻ cái chú lên tu kẻ cái chú này nhanh ờ giờ sao anh chạy trước ơi đứng đằng trước ơi chú ơi anh dụ cậu bảy vô ra trước ơi còn vài phút ra đằng đây cậu quên lên chứ tụi mày cậu bảy này cũng đi bán phấn mà đủ mày tao là sao mày cái gì có cái thằng đủ mày tao phân mày thêm dài 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 tao đối vậy thì tự hiếu rồi cho cậu bé đi bắn cứng rồi mà đụng mẹ. Ừ. Đâu giả dụ không lên nữa không? Thế sao? Nãy nó còn đau lên rồi mới đi nhờ. Đâu lên chết mẹ không? Nhảy cái thằng tre mày chạy mày lên. Nhảy xuống chụp sao? Anh nghe chú anh Quốc. Ừ. Có gì bữa nay là dỗ anh, có gì tụi em cúng cho anh được. Sao? Đi ra đây. Đứa con nó nấu vô đứa tông đường được rồi. Ủa anh có hai đứa hả Quốc? Ba đứa mà. Vậy được mấy đứa là một đứa được không? Đứa gái. À vậy một đứa mày con anh. Nó mấy ghê giống mình mà. Ừ, ghê giống mình vậy. Đúng rồi, vậy đứa mày con anh. Đúng không? Mẹ đi làm sao vậy? Chạy á. Gần tới rồi. Gần tới dọn nhà luôn. Dọn nhà anh mất gần tới rồi. Rồi gần tới. Ở làm gì nước trà mà sợ? Mẹ nước trà mà sợ gì? Nước trà mà ý. Mở nước anh không? Mở nước trà. Hết sốt. Mẹ sao? Bắt sao? Đưa tiền em đưa cái thằng xuống kìa. Cầu chim hay là mình chọc đít ổng đi cầu chim? Hả? Bắt cái thằng chị. Hở giờ mình làm gì ổng đi. Mình chọc đít ổng đi. Bây giờ không bây giờ mất ở dưới mình làm ổng thật mẹ. Thôi bây giờ mình ở dưới mình làm. Chọc đúng không? Đâu đít à? Lùng đít kia à? Mấy anh trời đồ cao nó buồn kìa. Lùng lây. Ôi dễ mày rồi tao đi. Cái đưa tiền ra không? Có trao tiền chưa không? Để anh trước được chưa? Đó tiền không? Kêu ông vợ bắn quá. Kêu ông vợ bắn tài khoản. Ngồi xuống đi. Anh em mày làm thằng kia này này. Chém. Bắn em đi em chạy cái thang luôn nha. Anh em mày đi làm thật mày. Đừng che tụi em đưa thang xuống đi. Giờ anh đưa tiền em mới đưa thang chứ. Cái thang đó là ok chục tiền à. Hai chục thôi anh nói. Hai đem mày được. Lại chiếu vô mà nữa. Anh nhảy xuống đi. Anh cao mà anh sợ chứ. Anh bớt, anh có còn một phần không? Anh cao cái áo, anh làm cái dù anh nhảy xuống đi. Giờ không nhớ nào. Giờ em nói anh nè, anh đưa tiền đây nè, em cho anh xuống. Được có 20 à. 20 cũng được, giờ tao nhiêu mày nhiêu. Bây giờ mày quăng cái giếp đi rồi. Cái đủ mày 20 mày sao cầm mất tiền. Đó là mày giúp mày. Hai chục mà cầm em thấy cả tuần. Ủa, thấy cả tuần trong nhà đó nè. Không sao anh đỡ, anh đỡ đó. Nên chục lấy, à quăng chú đi. Mẹ mày có chụp nữa à. Lấy em rồi, giải tao ở trên đó luôn đi. Anh lỡ tiền cho anh. Ok. Xin. Là. Chồng này cố. Là. 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 Là.
Đi xuống đi. Đó, nhảy xuống trời kìa, kìa. Không, kìa không. Anh nhảy xuống đi. Cái đó nó không chấn đâu đủ tao lao. Tao lao kêu lại. 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 Anh nghĩ sao mà nghi niệm nha, anh nghĩ ra ngoài nó nghĩ tiền, nghĩ chân cậu mẹ mà lấy cái này. Đi xuống mày đây, mua tiền này đây. Nhanh lên, nhảy đi mà. Dạ anh cái này không nghĩ là em khỏi luôn hả? Nhảy xuống đồ thì mấy bây giờ. Anh nhảy nha, anh nhảy nha. Tụi quá, cái niệm mà sợ. Bây giờ mình ba ngày này, anh nhảy vừa xuống tới đất rồi mình dùng cái niệm ra ngoài, anh rất đạm đất cái chiêu cái đầu. À, chắc đẹp đất rồi. Anh mua cái niệm được coi. Mẹ gì ơi, con đi ơi. Tao lấy tiền với anh mẹ nè. Cô Dương. Hai sợi. Đây không? Không. Đây 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 anh mày. Đây rồi, cái bên trên nào. Chụp đâu em luôn rồi bà Tăng. Không cái bên này. Anh đóng xuống là cái đó là chờ anh mới nha. Bà Tăng. Chụp đâu em luôn. Không. Lấy cái tang đưa đầu đi đâu đi. Lấy cái đầu đi. Đi lấy cái bảy ông đi lên ngay mình muốn em muốn rồi trời. Đây bao, mời đây bao. Đây nha. Tao đang làm tao muốn chờ. Đây đây đây. Đây đây đây. Cho anh đi. Đây nha. Cho tôi ở tao qua dưới ông cho tôi chết sớm này. Đi thay người khác chưa? Thôi đâu không tồn tại được đâu. Mẹ mày đừng được chơi cái đậu cho làm bên này hả? Chơi giờ làm gì? Đâu? Sao? Mày làm bên này vậy cái đầu tre mày lấy tay cho tôi cứu không? Ê đợi em lên em đóng một tô bún với nó cái em xuống em cứu anh. Ê, 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 ê,